Lisa Phương Anh rất vui mừng khi được gặp lại quý vị trong chương trình giải đáp hôn nhân gia đình số thứ 3 của trang thông tin giáo phận Phú Cường. Thưa quý vị, như vậy là một tuần đã trôi qua và chúng ta lại được gặp nhau qua chương trình giải đáp hôn nhân công giáo. Chúng tôi rất vui mừng vì đón nhận được rất nhiều những câu hỏi của quý vị đã gửi về cho chương trình qua địa chỉ email giải đáp hôn nhân công giáo a@gmail.com. Và nếu như quý vị có thắc mắc thì xin quý vị tiếp tục gửi về cho chương trình để chúng tôi có thể trả lời cho quý vị. Và ngày hôm nay chúng ta lại được gặp lại vị khách mời quen thuộc của chương trình, cha Phêrô Nguyễn Hùng Hải đến từ dòng Thừa Sai Đức Tin. Chúng con kính chào cha. Chào chị Phương Anh, chào khán giả. Kính thưa cha, qua hai số vừa rồi thì chúng ta đã giải đáp những câu hỏi liên quan đến hôn nhân gia đình. Và ngày hôm nay cũng là một câu hỏi liên quan đến hôn nhân gia đình mà chúng con đã nhận được trong tuần vừa rồi. Thưa cha, cha đã trình bày cho chúng con hiểu hôn nhân khác đạo là hôn nhân giữa một người công giáo với một người chưa được rửa tội. Vậy hôn nhân khác đạo có phải học giáo lý hôn nhân không thưa cha? Ngày hôm nay thì chúng ta thấy rằng các bạn trẻ có xu hướng mình sống nhanh, rồi sống vội. Cái gì cũng như là mì ăn liền vậy. Việc kết hôn là việc đại sự, là việc trăm năm. Cần phải cân nhắc thật là cẩn thận. Rồi ngày hôm nay có nhiều đôi hôn phối, họ gặp cha sợ xin kết hôn. Khi xin kết hôn thì từ chối việc học giáo lý, hoặc là xin học giáo lý cấp tốc, một thời gian ngắn nào đó. Trong cuộc sống muốn làm cái gì cho thành công thì chúng ta cũng phải có sự chuẩn bị, mà còn phải chuẩn bị kỹ lưỡng, bao nhiêu thì nó thành công bấy nhiêu. Thì nếu bạn muốn xây một căn nhà thì bạn phải có kế hoạch, đúng không? Phải có vật liệu xây dựng này nọ, đặc biệt phải có cái nền móng vững chắc, đúng không? Thì móng càng vững chắc thì nhà càng bền. Móng không vững một thời gian, ngôi nhà sớm muộn gì nó cũng sẽ sập thôi. Bởi vậy thì để tạo lập một gia đình hạnh phúc và bền vững thì bạn cần phải có một cái nền vững chắc nào đó. Nền đó bạn được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, đó là việc học giáo lý. Thế thì khi học giáo lý, các bạn xác tín lại cái đức tin của các bạn để các bạn có thể giữ vững được đức tin và thông truyền đức tin cho con cái của mình. Các bạn cũng được học biết về tâm sinh lý để các bạn cư xử với nhau cách hài hòa và hạnh phúc. Các bạn cũng được học về cách nuôi dạy con cái cho tốt hơn. Các bạn cũng được học hỏi những chỉ dẫn tốt đẹp của giáo hội về đời sống gia đình để mang đến cho gia đình cái sự tốt lành, giá trị vững bền. Trong thời gian các bạn học giáo lý, các bạn có cơ hội để ở bên nhau, để suy nghĩ, rồi mình tìm hiểu nó kỹ lưỡng hơn, cách cụ thể và ý thức rõ hơn. Các bạn sẽ quyết định chín chắn hơn để mình chung sống với nhau cả đời. Cho nên việc dạy giáo lý là bổn phận của các cha xứ. Các cha xứ dạy giáo lý đâu có lấy tiền của các bạn đó. Nếu các cha xứ mà lấy tiền thì các ngài sẽ kéo dài thời gian để thu được nhiều tiền hơn. Đằng này các ngài dạy miễn phí nên chỉ tốn công sức và thời gian của các ngài. Vì bổn phận của các ngài và vì hạnh phúc của các bạn mà các ngài phải dạy giáo lý. Thế khi các bạn học giáo lý và lấy bằng giáo lý hôn nhân, các bạn cũng thấy tự tin và hạnh diện hơn. Sau này các bạn có thể khoe bằng giáo lý hôn nhân của mình cho con cái của các bạn. Các bạn cũng có thể nói với chúng rằng: bố mẹ học giáo lý đàng hoàng nè, các con lo mà học giáo lý hôn nhân cho đàng hoàng nhé. Cũng hạnh diện và vui ha, làm gương cho con cái nữa. Cho nên chính vì vậy, giáo lý hôn nhân là một nhu cầu hơn là một sự bắt buộc. Vâng, chú con cảm ơn cha. Có một điều mà ngày nay nhiều bạn trẻ thắc mắc, đó là khi chuẩn khác đạo thì họ được phép kết hôn mà không bắt buộc phải theo đạo. Đã không bắt buộc phải theo đạo thì tại sao lại đòi hỏi phải học giáo lý? Thấy rất là vô lý khi mà người khác đạo không theo đạo, tại sao lại phải học giáo lý? Cha có thể giải đáp cho chúng con biết không ạ? Cảm ơn chị Phương Anh.
Các bạn thân mến, khi các bạn mua xe mới, mua máy mới này, rồi các bạn phải được hướng dẫn cách sử dụng trước khi mình dùng. À, đúng không? Đấy. Thế các bạn kết hôn với một người công giáo, các bạn cũng nên biết về họ. Biết càng nhiều thì càng tốt đó. Ngoài những giá trị về vật chất, tính tình, tâm sinh lý, thì các bạn cũng nên tìm hiểu về những giá trị tinh thần. Thì các bạn cũng nên tìm hiểu xem họ tin ai, họ thờ ai, họ sinh hoạt tôn giáo như thế nào. Thì sau này con cái của mình sinh ra sẽ được rửa tội và được giáo dục trong một môi trường đạo công giáo. Mình cũng cần hiểu biết để tôn trọng và cộng tác vào việc giáo dục trong môi trường công giáo. Thế thì khi học giáo lý như thế, các bạn được biết thêm một tôn giáo, đó cũng là điều bổ ích, chẳng mất mát gì của các bạn. Khi học giáo lý, các bạn sẽ được nghe các cha này, rồi nghe các chuyên gia có bằng tiến sĩ, thạc sĩ, cử nhân nói chuyện và dạy cho các bạn. Nếu như không phải trong nhà thờ mà các trường học khác, thì người ta sẽ phải trả rất nhiều tiền để được nghe những bài giảng này. Chính vì thế các bạn được học miễn phí. Tại sao lại nghĩ điều đó là điều bắt buộc? Theo tôi, học giáo lý hôn nhân là một nhu cầu hơn là một sức bắt buộc. Vô tri bất mộ, cha ông mình nói như vậy. Không biết thì không yêu mến, mà đạo công giáo là đạo tuyệt vời. Ai không biết thì không thích. Ai càng hiểu biết nhiều về đạo công giáo thì lại càng yêu thích hơn. Thì có những người ban đầu không chịu học giáo lý, nhưng khi học biết rồi thì lại rất thích. Chính vì vậy mà không bắt buộc người khác đạo phải học theo đạo công giáo. Nhưng việc học giáo lý công giáo cũng là điều cần thiết và tuyệt vời. Đúng không? Dạ vâng, chúng con cảm ơn cha rất nhiều với những giải thích rất là thấu tình đạt lý vừa rồi ạ. Thưa quý vị, với những nội dung vừa rồi thì chương trình Giải đáp hôn nhân công giáo số thứ 3 cũng xin khép lại tại đây. Nếu như quý vị có thắc mắc thì xin quý vị tiếp tục gửi câu hỏi của quý vị về cho chương trình qua địa chỉ email giải đáp hôn nhân công giáo a@gmail.com. Mến chúc quý vị một tuần mới an lành trong Chúa. Còn bây giờ, những người thực hiện chương trình xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.